Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Luân Dễ Thương. Và đây là Dbot T10 Plus. Có thể trước đây các bạn đã từng xem một số video của mình có recommend các bạn trong những con robot hút bụi tốt mà nên mua thì có T8 và T9 IV đúng không? Thì bây giờ đây là T10 này các bạn, là cái phiên bản và cái thế hệ mới. Thì cái mà mình đang có đây là T10 Plus, tức là nó đi kèm với lại một cái dock hút bụi. Và con robot này á, nó có khả năng né vật cản rất là tốt. Nó có khả năng tự dọn bụi cho bạn, tức là bạn đỡ cực hơn. Ngoài ra thì mình khá là ấn tượng với cái chức năng lau rung cũng như là cái điều khiển bằng giọng nói với con robot này. Không nhiều con robot hiện nay có những cái tính năng như vậy đâu. Và đặc biệt là ở tầm giá của con T10 Plus này thì việc kiếm được những cái tính năng như vậy là rất là hiếm. Rồi, bây giờ chúng ta vào video để xem kỹ hơn con T10 Plus có gì hay ha. Bây giờ, vô! Cảm ơn Ecovacs đã cho mình mượn con Dbot T10 Plus này để mình trải nghiệm và làm video chia sẻ với các bạn. Nếu như mà các bạn muốn mua con Dbot T10 Plus này thì mình có để link ở bên dưới phần description nha. Ở trong những con robot dòng T của Dbot thì đây là cái mình thích nhất nè các bạn. Đây là cái bộ phận bao gồm là cái hộp chứa nước cũng như là cái miếng lau rung. Thì những con Dbot dòng T á, nó có chức năng lau rung bây giờ đang là 600 lần một phút ha. Thì khi mà nó rung như vậy á, nó mô phỏng lại cái thao tác giống như là khi các bạn chà dẻ vậy đó, nó cứ tới lui vậy nè. Và trong quá trình hoạt động thì con robot này nó sẽ lau sạch được cả sàn gỗ cũng như là sàn gạch, là hai cái loại sàn khá phổ biến ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Ngoài ra khi mà con robot này nó nhận biết thảm á, thì một là các bạn có thể cho nó đi lên thảm luôn, thì khi đó nó sẽ tự động tăng lực hút lên để nó dọn dẹp cái thảm của bạn. Còn không thì các bạn có thể cho nó nhận biết thảm rồi lúc đó nó né đi cũng được. Thì cái đó tùy các bạn muốn nó như thế nào, hay là cái thảm của các bạn nó có thuộc dạng là lau được hay là hút được hay không ha. Rồi quay trở lại với lại cái tính năng lau rung á. Hiện nay nếu như mà các bạn muốn có được cái tính năng lau rung này á, thì các bạn sẽ phải mua những con robot khá là đắt tiền và đắt hơn con Dbot T10 Plus này. Có thể là từ 5 cho tới 10 triệu thì mới có được tính năng lau rung. Và cái tính năng lau rung này nó thật sự hiệu quả. Đặc biệt là khi các bạn có những cái vết bẩn mà hơi khô và hơi cứng ở trên mặt sàn á, thì cơ chế lau rung nó sẽ hiệu quả hơn cả cơ chế lau xay luôn. Trước đây mình có một cái video mình test về cơ chế lau của những con robot đó rồi, nếu các bạn thích thì các bạn có thể xem lại ha. Rồi, điểm thứ hai mà mình ấn tượng với lại con robot này á, đó là cái AI camera nằm ở phía trước. Dòng Dbot á thì họ gọi cái camera này là camera AIVI. Đó, mình gọi tắt nó là camera AI đi ha, cho nó gắn gọn. Cách hoạt động của nó cũng giống như là trên điện thoại của các bạn, tức là bên trong con robot này có một con chip. Khi mà con robot này nó hoạt động thì cái hệ thống camera phía trước á, nó giống như là cái máy ảnh của các bạn vậy đó. Nó có thể nhận biết được hình dạng của những vật thể khác nhau. Con robot biết được, à đây là phân chó mèo, đây là cáp sạc, đây là vật cản, thì nó sẽ né tốt hơn. Trải nghiệm thực tế của mình show hẳn một cái video và mình test cho các bạn coi. Nó có thể né được từ những cái ly nhỏ nè, cho tới những cái cáp sạc có thể nằm ở trên sàn. Ngoài ra thì còn có phân vật nuôi nữa, nhưng mà mình không có nuôi chó mèo cho nên mình chưa test cái đó được cho các bạn. Nhưng mà từ cái đời T8 rồi sau đó lên T9 và bây giờ đời T10 thì những cái phân vật nuôi này nọ thì nó né được hết rồi, cho nên đó cũng không phải là vấn đề mà các bạn cần lo lắng. Khi mà các bạn có khá là nhiều những cái cáp, những cái cục sạc mà có khả năng là nó nằm trên sàn á, thì với những con robot hút bụi mà không có AI camera, tụi nó sẽ đi qua những cái cáp đó luôn và nó cuốn vào khiến những con robot bị kẹt. Chuyện đó sẽ không là vấn đề nếu như mà các bạn đang trong nhà, thì các bạn tới các bạn gỡ sợi dây thôi. Nhưng mà nếu các bạn đang đi ngoài đường thì cơ bản là con robot nó sẽ kẹt ở đó cho tới khi chiều bạn quay trở lại nhà, bạn mới cho con robot nó đi làm tiếp được. Thì như vậy là cái nhà của bạn nó đâu có được dọn dẹp sạch sẽ như là ý đồ ban đầu mà các bạn mua con robot đâu. Thì đó là lợi ích rất lớn, và nếu như mà các bạn bây giờ đủ khả năng thì mình khuyên các bạn là nên đi mua những con robot có AI camera ha. Một điểm nữa mình thích ở con Dbot T10 Plus đó là nó không chỉ né vật cản mà nó còn cố gắng nỗ lực nó dọn diện tích nhiều nhất có thể xung quanh những cái vật cản đó. Đây, mình có một cái ví dụ cho các bạn luôn. Các bạn để ý là khi mà mình chạy qua cái phần mềm phân tích đường đi của con robot á, thì các bạn sẽ thấy là nó né những cái vật cản rồi, sau đó nó vẫn tiếp tục quay lại và nó cố gắng nó dọn, nó lau được nhiều nhất có thể trong cái khu vực mà nó được giao ở cái gian bếp nhà mình. Thì như vậy lúc mà nó gặp những cái vật cản á, thì các bạn có thể tin tưởng được rằng những cái vùng xung quanh những cái vật cản đó nó vẫn còn được dọn dẹp. Và lúc đó nó sẽ tối ưu hóa, nó sẽ tăng được tối đa cái vùng mà con robot này có khả năng dọn, hút, lau cho các bạn. Và cũng nhờ cái camera này mà con Dbot T10 Plus nó có khả năng làm một cái camera an ninh di chuyển trong nhà các bạn, để các bạn có thể xem được những gì đang xảy ra. Kể cả khi các bạn đang không ở trong nhà và các bạn ở công ty chẳng hạn thì các bạn vẫn có thể xem được nha. Để kích hoạt được cái tính năng này lên á, thì các bạn sẽ phải làm một số thao tác nhất định ở trên app cũng như ở trên robot, cho nên rất an toàn và đảm bảo về privacy cho các bạn. Ở trên con Dbot T10 Plus này, Ecovacs trang bị thêm tính năng điều khiển bằng giọng nói bằng trợ lý ảo Zico. Thật ra đây không phải là con đầu tiên có đâu, trước đây mình xài Dbot X1 Omni thì nó cũng đã có Zico rồi. Cách mà các bạn ra lệnh nó cũng đơn giản lắm, và đây là những tình huống sử dụng mà mình cảm thấy hữu ích nhất. Ví dụ, khi mà các bạn cần con robot nó đi dọn dẹp ở một cái thời điểm mà các bạn không phải cài giờ, thì các bạn chỉ cần OK Zico.
clean up living room. Okay, stop current task and start area cleaning. Là lúc đó nó sẽ bắt đầu đi và các bạn không cần phải nhấn nút, các bạn không cần phải lấy điện thoại. Nhưng chưa ha, cái này mới là cái hữu ích nhất nè. Mình thấy cái phòng bếp của mình nó hơi dơ sau khi mình nấu ăn xong. Ok Yiko, I'm here. Clean kitchen. Okay, start area cleaning. Thì lúc đó nó đi ra đúng cái gian bếp mà nó đã scan bản đồ rồi và các bạn set cái phòng đó là phòng bếp. Thì lúc đó nó sẽ chạy ra đó và nó làm sạch cái khu vực rồi nó quay trở lại. Với tất cả những con robot khác trên thị trường hiện nay, trừ những con có Yiko, thì không con nào làm được trò này. Nếu các bạn muốn nó dọn một cái khu vực cụ thể hay là một cái phòng cụ thể thì các bạn phải lấy điện thoại các bạn ra, mở app, chọn cái phòng cần dọn dẹp, chọn chế độ dọn dẹp, rồi bấm nút start. Còn bây giờ các bạn chẳng cần phải cầm tới cái điện thoại luôn, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Một cái điểm hơi tiếc đó là Yiko hiện tại chỉ mới hỗ trợ tiếng Anh mà thôi. Hy vọng là sẽ sớm hỗ trợ tiếng Việt trong tương lai, tại vì những cái mẫu câu để mà điều khiển nó cũng khá là đơn giản. Nhưng ít nhất là bữa giờ mình xài thì mình cảm thấy nó tự động hóa thêm và nó bớt được thao tác của mình với những con robot này là mình đã hài lòng rồi. Ok Yiko, go back to your station. Hoặc là nếu các bạn đang ngồi ở một cái chỗ nào đó mà con robot nó sắp đi tới á, các bạn cũng có thể ok Yiko, do not clean here. Thì lúc đó tại vì nó có AI camera mà, cho nên nó biết được là bạn đang ngồi khu nào và nó né cái khu vực đó ra. Bạn đang ngồi tiếp khách và bạn không muốn con robot có cái tiếng ồn lọt vô để mà bạn có thể bàn chuyện kinh doanh với đối tác khi mà họ đến nhà bạn chơi chẳng hạn. Thì lúc đó đây là một trong những tính năng mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Và đương nhiên khi mà các bạn mua T10 Plus thì các bạn còn có thêm một cái dock hút bụi ở trên này. Bên trong nó có một cái túi đựng rác, thì lúc đó các bạn sẽ phải đỡ phải dọn dẹp hơn. Một cái túi như thế này các bạn có thể xài từ 1 tháng thậm chí cho tới 45 ngày các bạn mới phải đi đổ rác một lần. Lúc mà các bạn xài con Dbot T10 Plus này thì cái việc duy nhất mà các bạn cần làm đó là tháo cái dẻ ra mỗi khi mà nó hoạt động xong để không bị hôi. Còn lại cái việc mà xử lý rác thì nó đã hút vào trong này rồi, cho nên bạn quên cái phần đó đi được rồi. Rồi, những tính năng khác về hút bụi và lau nhà của con Dbot T10 Plus này thì cơ bản là không có gì để phàn nàn hết. Tại bây giờ đó là những tính năng mà tất cả mọi con robot hút bụi hiện nay đều sẽ phải làm tốt. Mình ví dụ con robot Dbot T10 Plus này nó có chổi cạnh và nó không chỉ có một mà nó có hai chổi cạnh lận để lúc đó nó lùa rác vào hiệu quả hơn nè. Lực hút của nó là 3000 Pascal, dư sức dùng cho mọi loại sàn ở Việt Nam hiện nay, từ sàn gỗ cho tới sàn gạch. Rồi ngoài ra thì nó còn có cảm biến LiDAR dùng cái công nghệ True Mapping để nó có thể vẽ bản đồ nhanh hơn, hiệu quả hơn, cũng như là nó lên cái kế hoạch đường đi của nó hiệu quả và tốn ít thời gian để dọn cùng một diện tích so với lại những cái đời trước đó. Còn những cái tính năng khác ở trên app mình, ví dụ như là tính năng hẹn giờ nè, hay là chọn những cái vùng cấm đi nè, thiết lập tường ảo nè, thì những tính năng đó bây giờ con robot nào cũng có hết rồi. Những con robot nào không có thì thực ra các bạn không nên mua luôn, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà có cần tính năng ABCDXYZ này kia nữa hay không ha. Ở trên Dbot T10 Plus á, đa số tình huống sử dụng thì mình sẽ dùng cái khay nước cộng với lại lau rung này. Nhưng trong một số trường hợp mà các bạn cần nhà thơm á, thì con Dbot có một cái đồ chơi hay lắm. Nó cũng có một cái khay nhưng mà không phải đựng nước, mà nó sẽ có một cái viên để làm thơm không khí, gọi là air freshener. Thì khi mà con robot này nó đi đến đâu, nó sẽ dùng cái hương thơm đó cộng với lại cái không khí mà đi ra khỏi robot á, để nó làm thơm cái căn phòng. Bản thân mình bữa giờ mình xài cái tính năng này á, thì mình hiếm khi xài cái tính năng mà air freshener lắm. Tại vì chắc là phải 99% thời gian là mình thích cái tính năng lau rung, cho nên mình để nguyên cái bộ lau rung. Rồi tóm lại á, thì mình thấy con Dbot T10 Plus này thì nó là một trong những con robot đáng mua. Vì sao? Bởi vì không nhiều con robot ở tầm này mà có AI camera và có khả năng né vật cản tốt như là con Dbot T10 Plus có thể làm được. Ngoài ra thì cũng không nhiều con robot tầm dưới 18 triệu mà có tính năng lau rung, là một trong những cơ chế lau nhà hiệu quả nhất mà mình từng được trải nghiệm trên robot hút bụi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và một lần nữa mình muốn cảm ơn Ecovax đã cho mình mượn Dbot T10 Plus để chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp nha. Bye bye!